Thì mày chồng gì vậy? Dạ khui đồ, khui đồ tránh mày. Giờ này mấy giờ khui vậy? Sáng nè. Thôi khui đây nó không mà cũng có được. Anh Mỹ cũng ngon nãy đạp nãy giờ có chịu ngủ đâu. Khui mà khui nha vợ. Trời ơi khui đi, dễ thương lắm luôn á. Đi chào. Đi Chào. đi 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 Nôn quá mấy chị ơi, có đồ mà để đây không khui nôn lắm. Giờ phải khui liền mới ngủ được. Khui đi xong rồi cái mấy chị coi giùm em đi là thiếu cái gì, cái mấy chị nhớ comment cho em mua nha. Thăng 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 thăng. Là mũi á, nên là mình chụp cái này đi cho nó an toàn. Tại phòng thì cũng có điều hòa nhưng mà cũng sợ mũi. Đây là chụp một bên là sẽ che che sáng, che nhanh. Sáng trắng sáng một phần, trắng chói á, trắng chói rồi bên đây để nhìn bé hùng phòng tắm tắm gấu đó. À, bé nằm đó, bé nằm đó tắm là cái kiểu thôi anh ơi. Đừng móc anh ơi, hơi cuốn nhỏ anh ơi. Nước giặt cho bé thơm lắm. Này là cái miếng lót chống thấm để thay tã, nhưng mà cái này là dùng một lần. Đây, trong đây sẽ là ti tỉ tì ti các thứ. Cái này là xịt khuẩn tay hoặc là xịt khuẩn cho bé luôn, và xịt không cần rửa lại bằng nước, an toàn cho da bé. Cái này là gơ lưỡi bằng cái đó. À, này là nước muối sinh lý. Cái này là cái túi zip để phân đồ cho mẹ đi viện. Cái này là dung dịch vệ sinh của mẹ. Mẹ sao mà cho bé mà cũng mua cho em chứ. Nè, cái này là cái bảo vệ cái chỗ ăn cho bánh mì nè. Bảo vệ chỗ ăn. Kem chống nứt đầu tiên. Giữ ngẫm được, chống nứt được. Cái chỗ mà cái chỗ chỗ kiếm ăn mỗi ngày của nó. Rồi cái này là nước rửa bình sữa. Rồi cái này không thể thiếu, D3K2 cho bé. Dầu chàm, bông tâm. Bông tâm. Cái này là dầu massage. Cái này là ba lựa cho bánh mì luôn, là ba lựa cái loại cao cấp luôn á, dữ lắm á. Trời ơi, thuần chai đâu đó. Organic đó, mới chịu đó. Rồi, chọn mua nguyên một bộ của Centerfield Baby luôn. Thì khi mua một bộ á, nó tặng cho cái dễ thương nha mọi người. Cái này là đem đi bệnh viện là hợp lý luôn á. Tắm gọi luôn, một lượt luôn. Sữa tắm gọi. Sữa tắm gọi, dưỡng ẩm, kem. Kem hâm. Khăn sữa nè mọi người. À, Ni chọn hai chất liệu luôn. Một loại là Hi đang cầm là muslin. Còn cái loại này là che nè. Che thì nó mịn hơn. Che thì nó mịn. Muslin thì nó sẽ khô hơn. Nhưng mà che thì nó sẽ mỏng hơn xíu. Nhưng mà nó rất là mịn luôn, rất là an toàn, mà không có bị sợ là bị bong, bị tơ gì hết. Đây là cái mà vô hai chồng sắn vô là lựa liền. Rồi, cái này là set hai bộ, là trong đây sẽ bao gồm. Ủa gì vậy? Một con gấu. Đồ tay dài, quần dài nha. Trong đây sẽ có một bộ đồ tay dài, quần dài. Mấy cái khăn giờ 4 cái, 5 cái. Cái. 5 cái khăn sữa. 5 cái khăn sữa, nhưng mà Ni cảm giác cái khăn sữa trong đây á, cái chất của nó hơi thô chút xíu. Nói chung là nó cũng sẽ không có xù lông, không có gì đâu, nhưng mà nó hơi thô. Mà Ni nghĩ là chắc là do keo mới á, giặt nên sao nó mịn lại. Chung xét với bộ đồ này là một đôi dế chân và một đôi bao tay, thêm cái nón. Ý, cái nón có cái nón này cháu. Ủa cái này là con trai được không? Được mà đúng không? Con trai được, con trai dễ thương. À, xin chơi xin chơi. Bánh mì chào ba nha. Bánh mì chào cô chú đi con. Quên, vậy là cái bộ này nó có cái yếm nữa mọi người. À, cái bộ nãy là có thêm cái yếm nữa. Yếm ăn dặm, yếm uống sữa. Yếm uống sữa. Rồi, bộ này là của cái này. À, bộ này là jumpsuit. Hồi nãy là bộ rời. Áo dài, quần dài, còn cái này là jumpsuit. Đó. Cũng sẽ có một cặp bao tay, bao chân và một cái nón. Đó, nón này là nón hai sừng nữa cho. Nón mèo, cái này nón mèo.
Dễ thương quá vậy trời, đồ con nít dễ thương. Thiệt sự luôn, bữa đó hai chồng vô mà tao nói hả, muốn lấy hết luôn á. Rồi, tiếp theo là cũng là một cái set hai luôn, set nhỏ luôn, hai bộ luôn. Mà Ni với Hy sẽ chọn là màu xanh để cho nó hơi khác khác. Ban đầu là định tông sẹt tông là màu bánh mì luôn, nhưng mà thôi cho em nó có thêm màu sắc đi mọi người. Đó, set này thì nó sẽ không có khăn sữa, nhưng mà nó sẽ có nguyên một cái khăn choàng để cho em bé đi ra ngoài. Cái cục này dễ thương mà, cho bé nằm bé chơi nữa không? Ê, vậy cái mũ này khác hai cái mũ còn lại luôn á. Hai một cặp bao chân, một cặp bao tay. Ủa, cái này là gì? Cái mũ luôn. Cái mũ giống cái quần vậy. Cái đôi dế, cái dế chân nó có cái cục gì nè mọi người. Nó có thêm cái cục gì nữa. Ôi xinh quá à. Đây, đó, cái quần, đây, đó. Đó, bao tay bao chân màu xanh nha mọi người, cô chú ơi. Bao tay bao chân của con nè. Chào bánh mì ra nha. Đó, hai cái bao tay của con nè cô chú. Đây là một bộ. Đó, đây là một bộ trong cái set này á mọi người. Đó, màu xanh nha. Đây cô chú ơi, bộ này thì cảm giác nó to hơn cái bộ hồi nãy ha. Đó, bộ này thì sẽ có cái nón, có hai cái cục trên đây nè mọi người, cưng quá à. Đó, sẽ có luôn cái bộ là bao tay bao chân. Ủa vậy là tính ra bánh mì đã có được 4 bộ bao tay bao chân rồi. Con được 4 bộ rồi nha cô chú ơi. Khăn tắm này á thì Ni sẽ chọn hai loại, một loại là thăn lau khô, Ni chọn 6 lớp. Hai cái 6 lớp hả mọi người. Rồi, cái này là khăn sau khi mình lau khô rồi mình sẽ quấn bé, là sử dụng cái khăn mỏng hơn hoặc là để lót đầu bé nè. Thì khăn này chỉ có một hai lớp thôi. Là ba cái. Cái này là ba chọn cho bánh mì nè, cái mền con gồng nó chung với lại cái bộ khăn đó chồng. Rồi, miếng lót chống thấm thì là ba chọn cho bánh mì luôn nha. Có đâu có cặp đâu bạn cùng tiếng. Đó, tiếp tục là một cái khăn tràn gọng này cũng ba chọn cho bánh mì luôn nha. Bé gọng của ba đó. Dễ thương hết cô chú. Ba tỉnh ngủ rồi. Ngày mai là ba phải đem hết đống đồ này ba đi giặt nè. Phơi cho khô ráo, sấy cho thiệt sạch, xếp sẵn vô đây. À, cái này nó chung cặp với mấy cũng là bé gồng nha mọi người. Cái này là gói chặn hai bên cho bé. Cái này là bộ đồ để cho em bé nó tự ngủ nè mọi người, nhưng mà hai đứa quyết định là chọn cho hai cái chân nó thoải mái. Bó phải bó như sao tay nó đừng có quơ vào thôi, còn hai cái chân thì để cho em nó thoải mái. Với bộ lẻ nè dễ thương lắm mọi người, Ni thấy cái bộ lẻ nó còn dễ thương hơn đó. Tại nó nhỏ nè, thì một bộ chiếc xe hả? À, mua chiếc bộ xe. Xe gấu con cua cổ vậy. Đó là hai bộ. Cầm quần á. Quá dễ thương. Đây cô chú ơi. Xong rồi chỗ đó sẽ tặng cho Ni một cái gỗ nè, một cái túi quà nè. Quà. Rồi một cái túi sách cho mẹ nè. Với lại là một cái kệ nhựa. Kệ nhựa để quà mình đựng tặng đồ. Giờ mình khui mấy cái quà tặng này ra luôn nha. Hả? Cái gì vậy? Ủa, tặng á. Này tặng, phải coi tặng cái gì. Khăn tắm. Nè, khăn tắm cao cấp. Vậy mình được thêm một cái khăn tắm nữa. Yeah. Dễ thương. Cái cụ. Cái này là cái gì đây? À, tả. Một miếng tả. À. Giờ em sẽ bỏ đồ vô cái giỏ này mọi người, rồi mới sẽ giặt. Rồi khuya rồi, mọi người ngủ nha. Chúc mọi người ngủ ngon, chúc mọi người ngày mới tốt lành. Qua ngày mới luôn rồi đó. Chúc mọi người ngày mới tốt lành. Cảm ơn mọi người đã chọn xem video có gì dòng hay đi cho mọi bạn rồi kia nha.